phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam có phần ít sôi động bởi mức giá tương đối cao từ 900 đến khoảng 1,2 tỷ đồng đã bị khuấy đảo triệt để bởi sự góp mặt của Kia Optima 2019 hoàn toàn mới, giá chỉ từ 789 triệu đồng. Kia Optima luôn là cái tên được đông đảo khách hàng yêu thích bởi những trang bị, tính năng cao cấp trong một tầm giá rất cạnh tranh. Optima Facelift 2019 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời lên xe nhưng mang đến nhiều sự thay đổi tích cực. Kia Optima Facelift 2019 thuộc thế hệ thứ 4, ra mắt thế giới lần đầu tiên vào năm 2016. Tại Việt Nam, xe nằm ở phân khúc sedan cỡ D và là đối thủ của hàng loạt tên tuổi như Toyota Camry 2019 nhập Thái, xe Mazda 6 2019 lắp ráp hay Honda Accord 2019 nhập Thái, với giá bán từ 789 triệu, chỉ ngang ngửa với giá xe Toyota Altis và giá xe Mazda 3, hạng 100. Tại Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc xe hạng D cao cấp như Kia Optima với giá bán cực kỳ hợp lý. So với các đối thủ trong cùng phân khúc xe cỡ D hiện nay, Kia Optima FL 2019 có ngoại hình to lớn và bề thế hơn hẳn với kích thước dài, rộng, cao tổng thể là 4855, 1860, 1465mm, cùng chiều dài cơ sở 2805mm. Phía trước xe, Optima có cản trước hầm hố với hai hốc hút gió cỡ lớn, được bổ sung cụm đèn sương mù gồm 3 bóng LED độc đáo, lưới tản nhiệt chrome bóng 7, tạo hình thanh mảnh, nối liền hai hốc đèn pha giúp Optima sắc sảo hơn. Dọc thân xe là những đường gân dập nổi nối liền đèn trước sau đầy khỏe khoắn. Phía dưới là bộ mâm hợp kim 18 inch đa chấu thiết kế chắc chắn, vững vàng. Nhìn từ phía sau, Kia Optima 2019 ấn tượng với cụm đèn hậu thiết kế thanh mảnh và bố trí nghiêng nhẹ ôm sang bên thân xe của hai dãy LED thời trang. Cản sau của Optima có điểm nhấn là thanh nẹp chrome nối liền hai đèn phản quang và ống xả đơn hình oval. Trong khi đó, phiên bản 2.4 lít thể thao hơn với cặp ống xả kép cùng các cánh hướng gió. Quang hành khách của xe ô tô Kia Optima 2019 phảng phất đường nét của những mẫu sedan hạng sang tới từ nước Đức, nhất là xe Audi, với nhiều chi tiết hiện đại. Toàn bộ ghế ngồi được mọc da cao cấp, Optima 2.4 GT Line sử dụng màu đỏ cá tính đậm trong khi phiên bản còn lại sử dụng màu vây trang nhã. Ghế xe được Kia chăm chút đặc biệt với những tính năng tương tự một mẫu sedan hạng sang, bao gồm ghế lái chỉnh điện 12 hướng tích hợp bộ nhớ 2 vị trí, ngoại trừ phiên bản 2.0 AT. Biến thể 2.4 GT Line được trang bị tính năng chỉnh điện 10 hướng cùng khả năng sưởi cùng thông gió nơi ghế trước. Toàn bộ ghế đều được thiết kế thể thao và có độ ôm sát người rất cao. Các chi tiết khác trong khoang hành khách như cần số, bảng táp lô, cửa xe, VV đều được Kia thiết kế một cách chỉn chu đầy lịch lãm. Xe còn sở hữu một khoang hành lý vô cùng rộng rãi, đặc biệt là gập hàng ghế sau 60, 40, nối liền cốp sau và cabin. Về tiện nghi trang bị, các mẫu xe Hàn nói chung và các dòng xe ô tô Kia nói riêng luôn được đánh giá cao bởi những trang bị tiện nghi vô cùng đầy đủ. Kia Optima Facelift 2019 cũng không ngoại lệ, xe được trang bị loạt tiện nghi như hệ thống điều hòa hai vùng tự động có hốc gió phía sau, nút bấm khởi động, hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, phanh tay điện tử trên bản 2.4, gương chiếu hậu hai bên chỉnh trên gập điện, gương chiếu hậu chống chói. Về động cơ và vận hành, Optima 2019 tại thị trường Việt Nam không có sự thay đổi về động cơ khi vẫn mang tới hai tùy chọn bao gồm động cơ NU 2.0 lít sản sinh công suất cực đại 152 mã lực và động cơ Theta 24L sản sinh 176 mã lực. Kết hợp với khối động cơ trên là hộp số tự động 6 cấp, tay lái trợ lực điện, 3 chế độ vận hành Eco, Normal, Sport và hệ dẫn động cầu trước. Về tính năng an toàn và an ninh, khách hàng hoàn toàn có thể đặt chọn sự an tâm của mình và gia đình nơi Kia Optima 2019. Chiếc sedan này vinh dự đạt được chứng nhận Top Safety Pick từ IIHS, cơ quan an toàn đường bộ Hoa Kỳ. Xe sở hữu các tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống phanh ABS, BA, cân bằng điện tử ESP, ga tự động, cảm biến hỗ trợ đậu xe trước sau, 6 túi khí. Với giá xe ô tô Kia Optima cực kỳ hấp dẫn, ngoại hình bắt mắt, nội thất với nhiều tiện ích dẫn đầu và nổi trội hơn cả là khả năng vận hành tối ưu, chắc chắn rằng quân bài chiến lược này của Kia sẽ làm các đối thủ khác phải dè chừng. Hiện tại, Kia Optima được phân phối chính hãng từ 20 tháng 4 năm 2019 tại hệ thống Kia toàn quốc. Quý khách hàng có nhu cầu tham quan và lái thử xe, vui lòng liên hệ hotline 093 170 8668 để đặt lịch. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.